Minh Vương vào. Đây là bàn thắng để đời của Minh Vương vào lưới U23 Hàn Quốc ở ASEAN 2018. Và bàn thắng còn lại được ghi tại vòng 6 V-League 2021 vào đúng ngày sinh nhật của tiền vệ này. Cả hai bàn thắng đều cùng một phong cách ăn mừng, đó là hướng về người bố đã mất của anh. Tôi với Minh Vương là như có một cái... một cái người mà đứng phía sau lưng để dựa dẫm cho Minh Vương, cho Minh Vương như một cái nơi dựa để Minh Vương tiến xa hơn. Bởi vì thực ra mà nói thì một mình mà từ Thái Bình vào Gia Lai thì cũng khó khăn đấy. Thì cứ hàng ngày thực ra thì lúc đó thì cũng tạo những cái điều kiện nho nhỏ thôi, chẳng hạn như là một chai nước, một cái gì đó đại khái là, và trên tinh thần động viên là chính. Sáng rồi động viên con đi học như thế nào, rồi trưa về tập tành, chiều tối đi ra phố về rồi cũng xuống động viên cháu, nhưng mà nhất là sáng sớm dậy thì chạy xuống dưới phòng á, gọi con dậy để đi học, chuẩn bị tinh thần sáng đi học. Lúc đó là đã 5 giờ rồi. Ngày xưa trong câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với tôi á, rất là nhiều con lắm, cả 100 người đấy, bởi vì nó nhiều khóa mà. Nhưng mà trong 100 con người ấy thì mình có một sợi dây liên kết gì đó với Minh Vương, là mới nhận được là bố và con. Một vài năm rồi mưa tạnh gió tan thì tôi hỏi cháu một câu là nếu như lúc bấy giờ mà bố con mất mà mẹ gọi con về, lúc bấy giờ là con có đi nữa không? Thì cháu vẫn nói với tôi một câu là con vẫn phải đi, đấy là cái nguyện vọng bố mong mỏi cho con, cho nên con rất khoát là con phải đi dù bằng giá nào, con không làm, con không để cái sự kỳ vọng của bố, đến khi bố mất mà cái sự kỳ vọng của bố không đạt được, cho nên cháu lúc nói như thế thực sự tôi cứ nghĩ là tôi thư hại. Thoảng anh trai Minh Vương điện thoại hai anh em nói chuyện với nhau, rồi là anh trai có góp ý thì em
anh có xem em đá như thế này thì em lên như thế này, lên như thế kia, vui vẻ lên, cố gắng vượt qua. Thì hầu như ngày nào anh nghe anh Minh Vương và mẹ Minh Vương đều nói chuyện với Minh Vương hết, bởi vì mình cảm nhận được Minh Vương hay nói đùa một câu là em không thiếu tiền nhưng mà em chỉ thiếu tình cảm thôi. Minh Vương hay nói đùa như vậy nhưng mà thực sự là mình cảm nhận được cái đấy là lời nói đùa nhưng mà nó là thật sự. Cách đây khoảng 3 năm cháu ở nhà nó bị cái con virus ăn thịt người, nó rất là nặng, hầu như bệnh viện tắt hai cái bệnh viện ở Gia Lai này là bó tay rồi, người ta nói là không còn cái phương cách. Chiều hôm đó là Vương từ dưới đó chạy lên, ngồi thừ ở ngoài cái chỗ bệnh viện đó, rồi bác sĩ cứ đi ra rồi cháu chạy hỏi thế nào rồi. Thực ra mà nói thì Vương như một người không còn một cái hồn dí nào nữa hết. Vương nói với anh nó là anh bác á, tình hình cháu nó sẽ như thế nào thì anh cứ để đó cho em lo liệu cho cháu. Đấy, mình Vương có hay cái chỗ đó, không nói nhiều mà rất sâu sắc. Cô cậu thì lúc nào về cũng quà cáp mua, rồi mua cho mẹ cái này, mua cho mẹ kia từng ly từng tí ấy. Sau một thời gian thì mình mới biết và cũng nghe được nhiều người khác kể lại thì Minh Vương, bọn mình còn nói vui là Minh Vương là cái người mà cứu rỗi những người mà mới đến những người cần giúp đỡ ấy. Giúp mình hòa đồng với đội bóng, rồi đưa đi ăn, đưa đi uống cà phê các thứ. Thì một thời gian sau nữa thì mình mới biết là Minh Vương có xu hướng là giúp đỡ những người mà yếu hơn mình, cần giúp đỡ, rất là với một cái tấm lòng rất là nồng ấm. Đối với mình thì là một người luôn suy nghĩ cho người khác, và Vương luôn hết mình một tập thể. Cái là mình gặp chấn thương ở Hàn Quốc thì mình chỉ rủ một câu vu vơ thôi, và thôi mày sang đi chơi với tao đi, nếu mà không có việc gì làm. Ngay hôm sau thì đã thấy Minh Vương chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục xin visa rồi. Mình khá là bất ngờ ấy. Là bạn sang thì mình cũng không kiểu quá chu đáo được, bởi vì mình vẫn phải đi điều trị và đi tập, nhưng mà Vương vẫn ok với điều đó, sang động viên anh em đi chơi, kỷ niệm rất là đáng nhớ. Xúc động. Bạn có nỗi buồn thiếu vắng những tiếng cười, bạn đừng vội quên tôi, để cùng tay chung tay cùng vơi đi nỗi buồn. Dù một ngày bạn đi phương xa, có những thứ hài một mình tôi không ai. Hành trình lên tuyển rồi chia tay của Minh Vương là một câu chuyện đầy cảm xúc, nhiều lần bị loại vào những phút cuối trước các giải đấu, có cảm giác như ông trời đang muốn thử thách tiền vệ quê Thái Bình. 10:30 sáng. Trước đó là sáng đó là Vương có báo với tôi là sáng nay là game sẽ tuyển chọn đi U23 ở Trung Quốc. Khoảng 10:30 á, tôi mới lướt mạng qua tôi xem, rồi tôi nói trời ơi tôi chết rồi. Lúc đó bị chấn thương ngay gì đó là khoảng 11-12 giờ mấy tôi mới gọi điện ra, tôi nói thế nào không, rồi bố thấy thế này, rồi bố ơi giờ rách cơ đùi rồi bố ơi, con chạy là rách cơ đùi mất rồi, chắc là con không đi được. Trời, đúng là buổi trường nó rất là buồn, chứ còn nếu bình thường không có gì thì qua một chuyến đi đó thì với Minh Vương bây giờ tôi nghĩ là sẽ hoàn toàn khác rất là nhiều. Cầu thủ mà ai cũng muốn được cống hiến và được muốn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, Vương cũng làm trong số đấy, muốn làm sao mình phải cố gắng để được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, đó là một niềm tự hào của đời cầu thủ. Bản thân Minh Vương cũng nói chuyện với mình là cái bàn thắng đấy là cái bàn thắng để đời đối với Minh Vương, mà cũng nói với tâm sự với mình là sau cái bàn thắng đấy là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với Minh Vương, về tâm lý cũng ảnh hưởng rất là nhiều, sợ rồi chấn thương các thứ. Minh Vương cũng rất là nỗ lực để vượt qua, và cái mà mình cảm nhận được đó là cái đẳng cấp. Thì mình luôn động viên Minh Vương, cũng mình nghĩ đó cũng là một sự thật thôi, so với những Văn Toàn, Xuân Trường hay là Công Phượng thì cái đẳng cấp của Minh Vương và những cầu thủ đồng trang lứa ấy, mình cảm nhận được là nó không có gì khác biệt, nó không có gì khác biệt cả. Nhưng mà mình có nhận ra một điều là Minh Vương có cái nội tâm ấy, nó hơi nặng một chút,
mình tâm nó bị tâm lý ấy, thì mình mới động viên là nên cởi bỏ ra, nên thoát ra cái những cái suy nghĩ tiêu cực. Nên nếu mà thoát được cái tâm lý đấy ra ấy, thì Minh Vương sẽ đá hay hơn. Năm 2020 lại là một năm không may mắn dành cho tiền vệ quê Thái Bình khi anh không được ra sân thường xuyên và tiếp tục dính chấn thương. Và có những cái thời điểm mà mình có nói đùa với Minh Vương ấy, em có, bởi vì lúc đấy Minh Vương không được ra sân nhiều ấy, mình có nói đùa với Minh Vương là em có bao giờ nghĩ là mình sẽ chuyển đi đội bóng khác không? Thì Minh Vương phản ứng rất là mạnh mẽ, nó như kiểu là tự nhiên luôn ấy. Anh bị điên à? Em có dù đi như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là người của Gia Lai, em vẫn rất là yêu Gia Lai. Thì mình lúc đấy mình cũng giật mình cũng cảm thấy có lỗi gì đấy với Minh Vương. Năm nay Minh Vương trưởng thành hơn, trưởng thành về cách suy nghĩ, cách suy nghĩ, kể cả cách nói chuyện, và cũng chăm đọc sách hơn nữa, tri thức hơn, suy nghĩ kể cả khi mà nói chuyện nó tri thức hơn nữa. Và mình cảm nhận được là cái suy nghĩ nó lớn hơn, trưởng thành hơn, cho nên là mình nghĩ năm nay sẽ là một năm khác với những năm trước. Thật ra thì mình nghĩ là có lẽ là nó không may mắn cho mình ở năm 2020. Thì điều đấy thực sự bóng đá và chấn thương rất là khó để tránh khỏi bóng. Mình coi nó như là một sự trải nghiệm để mình nó như là khó khăn nên mình cần phải vượt qua mạnh mẽ hơn. Thì thực sự những cái khó khăn nào nó đến cho mình, nó mang đến cho mình để mình phải mạnh mẽ vượt qua hơn. Lớn lên mình có nhiều sự trải nghiệm hơn và dần dần mình sẽ cải thiện được. Rất là tự tin rồi. Mình nghĩ là mình sẽ làm được trong thời gian ngắn. Khách sạn phòng của anh Đức ấy, khách sạn anh Đức ấy có trưng 1-2 quyển sách trong đấy có quyển sách Đắc Nhân Tâm. Minh Vương mới lật ra xem đọc một vài trang, tự nhiên em thích quyển này quá, chắc là em mua đọc, đòi mua cho bằng được cái quyển đấy. Xong đọc tự nhiên mình mới bảo hôm nay bị gì tự nhiên đọc sách, không có bị gì không em? Không, em tự nhiên em thích đọc quyển này. Tự nhiên từ ngày hôm đấy là cứ lên xe là rửa sách đọc, tự nhiên lại tìm mua những quyển khác. Mình thấy Trường và Vương thì hay tâm sự với nhau ấy. Thực sự thì không những Xuân Trường giúp Minh Vương nhiều thay đổi về cái cách nhận thức, cái cách suy nghĩ đâu, mà Minh Vương cũng giúp Xuân Trường. Nói chung là hai người hài hòa để mà giúp cho nhau nhưng phát hiện được những cái điểm yếu của mình. Cánh cửa lên tuyển vẫn còn đó với chàng trai ấm áp này. Và giữa miền Tây Nguyên đáng gió ấy, Học viện Hoàng Gia Lai nổi lên như một điểm sáng rực rỡ trên con đường đầy cát bụi. Đâu đó, hòa lẫn giữa những tiếng ve kêu râm ran mùa hè và tiếng thông reo vi vu, người ta vẫn lắng nghe thêm được những câu chuyện giản dị và tình cảm của những đứa trẻ nhà Bầu Đức. Mình muốn gửi lời đến Minh Vương, đó là em hoàn toàn xứng đáng nhận được những cái điều tốt đẹp hơn trong tương lai, bởi vì em đẳng cấp và cái nhân cách của em hoàn toàn xứng đáng để nhận được những điều đó. Và em chỉ cần thoát ra được những cái gánh nặng về tâm lý thì em sẽ làm được. Anh tin chắc là em sẽ làm được tốt hơn. Cố lên. Cho dòng suối mát hòa khúc mây rây nồng nàn làn gió, hãy lắng tai nghe rừng núi hướng về nơi đây, trời cao nguyên đêm sáng lấp lánh soi mặt em thơ dạng ngời. Từ 2022, 2003 cho đến 2007 là chú chạy đội 1. Thì từ 2007 là bắt đầu chú, bởi vì lúc đó chú tuổi tác tôi 2003 cho đến 2007 là tôi chạy được một. Từ 2007 bắt đầu tôi lên tôi quản lý chở mấy cháu, nhưng mà thực ra mà nói thì cái lò Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái lò đào tạo rất là tốt.
từ con người cho đến về tập luyện chuyên môn, thì cái đó thì vì tôi không có xin miễn bàn, nhưng mà về cách giáo dục con người từ cái đi đứng buổi sáng như thế nào, đi ra như thế nào, rồi đi học về ra sao đó, thì lò đào tạo của anh Ba Đức thì một trong những cái trung tâm thì không thể chê được, rất là tuyệt, không chê được. Bây giờ tìm đâu cho có những đứa trẻ mà cái khóa một chẳng hạn như giờ như là xuống trường Công Phượng Tướng Anh, lúc nào cũng là bố con, lúc nào cũng vậy, lên buổi sáng là sáng nào đều như thế, là trong 7 năm đó là sáng nào cũng bắt tay bố, bước xuống từ xe đi xuống đại học về cũng bắt tay bố. Thành thử là một cái lò đào tạo về giáo dục cái nhân cách con người, theo tôi nghĩ số 1 Việt Nam, không ở đâu qua được, tính đến thời điểm này. Bởi vậy tại sao tôi rất yêu Hoàng Anh Gia Lai, và tôi thực ra bây giờ là tuổi tác tôi nó hơi như thế thôi, chứ mà tôi nếu mà tôi còn đủ sức thì chắc chắn một điều tôi phải bằng máy áp phục vụ cho Hoàng Anh Gia Lai.